Thích của em á thì giờ thích đi du lịch với lại đôi lúc rảnh rỗi thì xem phim Hồng Kông TUB. Bây giờ thích xem phim Hồng Kông. Dạ. À. Tại vì mẫu người lý tưởng của em á là Hồ Đình Hưng. À, vậy đó hả? Tại vì bản chất của em á là không được thông minh cho nên là em kiếm một người bạn gái có tính cách thông minh một chút. Ở đây có cô giáo nè, được không em? Dạ được, em thích cô giáo tiếng Anh lắm ạ. Điểm mạnh thì em kể hết cho bạn bên kia nghe luôn đi. Điểm mạnh của anh á là có trách nhiệm khi nào đó nhận lời ai hứa gì rồi làm đến nơi đến chốn. Với lại là có tính nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong công việc. Còn điểm yếu á thì nhiều lắm, xấu tính lắm, nóng tính, tay cằn nhằn, hay giận cá chém thớt. Trời ơi. Ai gì? Giận cá chém thớt. Cái gì nữa em? Kỳ vậy? Hết rồi. Trai mà hay cằn nhằn. Thì người ta nói chị, người đàn ông cằn nhằn mới là người đàn ông tốt. Hả? Tôi mới nghe cái thông tin này luôn á. Ủa rồi ai là cá, rồi ai là thớt? Ví dụ như ở ngoài em bực cái gì á rồi về thì em chỉ muốn im lặng thôi chứ đừng có hỏi nhiều quá. Rồi em hay nổi cáu lên. Rồi em giận ngoài đường, em về nhà anh chém vợ em hả? Dạ không, cái đó thì không tính nói nào đâu. Nãy giờ em nghe anh nói về điểm mạnh, điểm yếu của anh nè, em có hoang mang gì không? Hoang mang lắm chị. Nói anh. Anh ơi, bình thường thì anh có cái mức độ nào hay có dấu hiệu gì bảo là em ơi đừng nói nữa không thì anh chém hay cái gì đó không? Dạ không có đâu em ơi, anh họ chỉ kêu là thôi em đừng có nói nữa để cho anh suy nghĩ một chút. Chứ anh không thích phụ nữ cằn nhằn nhiều quá. Ủa sao em kỳ vậy? Sao anh cằn nhằn mà anh không cho người ta cằn nhằn? Thì em cằn nhằn thì được chứ phụ nữ mà cằn nhằn nhiều quá thì đàn ông nó không thích. Lỡ mà em không kiềm chế được, em cũng cằn nhằn một xíu xíu rồi thì rồi sao anh? Chu 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 chu. Thì lúc đó thì anh sẽ nhường nhịn em, rồi đến một cái giai đoạn vui vẻ nào đó anh sẽ cằn thì anh sẽ nói ra để chia sẻ chứ không phải cằn nhằn. Không, anh này vui nè. Được, dễ thương. Em vẫn hơi sợ. Đôi lúc trong cuộc sống nó bình yên quá nó cũng không vui. Đúng rồi, vợ chồng phải có cái gì đó sóng gió. Chắc chắn là phải có mâu thuẫn nhau chứ đâu thể nào mà suôn sẻ được. Đúng rồi. Quan trọng ta hiểu nhau. Đúng, quan trọng hiểu nhau, tôn trọng nhau. Đúng rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em có điểm mạnh mà cũng là điểm yếu luôn là em hơi tự lập quá. Thực ra em vào trong này công việc dạy chỉ là công việc phụ thôi. Công việc chính của em là làm kinh doanh về thiết bị y tế. Em có mở công ty. Nên cũng hơi bận rộn để mà tìm kiếm bạn trai. Em chỉ sợ là con gái mà cá tính mạnh quá thì bạn trai lại không thích. Chị nghĩ là không phải đâu, tại mình chưa tìm được cái người đúng với mình á. Mà đàn ông giờ cũng ngộ nữa, phụ nữ người ta giỏi thì mình đỡ cực. Làm không bằng mình cái tự nhiên cái tự ái xong rồi cái kiếm chuyện giận cá chém thớt đồ này kia. Tự nhiên nói xấu đàn ông bển vậy. Sao anh ơi? Trời đất ơi. Đó, phụ nữ người ta có điểm mạnh vậy đó, anh thấy sao anh? Chung là tuyệt vời, tại vì theo ông bà ta hay nói á là phía sau người đàn ông luôn có một người phụ nữ. Đúng rồi. Vợ hơn chồng là nhà có phúc. Đúng. Tình trường của anh sao anh? Thời còn học đại học á, thì một năm rưỡi. Do tính tình hồi xưa là bốc đồng quá cho nên là không ai nhìn như ai. Cho nên là người ta chịu không nổi á, người ta theo người khác. Đó chỉ có một mối tình thôi đó. Dạ đúng rồi. Vậy là cũng không có kinh nghiệm về tình trường cho lắm. Bạn gái thì sao? Em cũng có hai mối rồi ạ. Hồi sinh viên thì em cũng có quen một bạn. Sau đó thì cũng một thời gian sau thì em có quen một anh nữa là bạn của anh chị em. Quen thì quen qua anh chị em giới thiệu ạ. Anh ấy người thành phố. Anh đó người thành phố. Dạ anh. Rồi là em cuốn gói đi vô đây. Dạ theo anh. Là đi theo là bắt đầu sự nghiệp trong này. Rồi giờ anh đâu? Ơi anh lấy vợ rồi ạ. Sao kỳ vậy? Anh nào mà nhẫn tâm vậy trời? Cũng là do gia đình ba mẹ anh ấy cũng hơi khó. Ba mẹ anh ấy nói là em con gái Bắc rồi xa xôi rồi không môn đăng hộ đối. Tại vì nhà anh ấy cũng khá giả. Vì sao lúc đầu em không tìm hiểu cho kỹ đi rồi hẳn cuốn gói đi theo người ta vô đây chi rồi hồi đó em còn non á. Giờ già chưa? Em thấy cũng còn chưa già nhưng cũng đỡ non rồi. Thôi bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ em cảm nhận anh bên đây làm sao? Em đoán anh người anh như thế nào? Anh tướng tá đòi chém người ta đó thì em đoán đi cái tướng anh đang ngồi làm sao? Tướng anh ấy chắc như thế này. Chị cũng nghĩ anh kiểu cao cao mớm ha. Dạ, em thấy nhẹ nhàng. Đúng không mọi người? Không phải hết. Bên đây người ta hơi phong độ đó nha. Em nghĩ anh ăn mặc đồ sao? Sơ mi. Đúng. Sơ mi sáng màu. Đúng. Sáng màu luôn hay vậy. Em nghĩ anh ấy 31 thì anh ấy sẽ chăm sóc về ngoại hình chút chút. Và nhất là lên đây lên hình nữa. 31, anh 31 tuổi đúng không ạ?
Ừ, anh 31 tuổi, tuổi con cọp. Hai người có coi tuổi không? Em thì không quan trọng lắm về vấn đề tuổi tác, nhưng mà cái anh mà kéo em vào đây cũng tuổi con cọp. Cái mẫu người lý tưởng của em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn một người cũng công việc cũng ổn định, ngoại hình thì chỉ cần đừng khập khiễng với em quá là được, là người biết thông cảm và chia sẻ với em trong công việc nữa. Rồi. Tại vì em rất là bận. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích nhất là gia trưởng. Có gia trưởng không em? Dạ không có đâu chị ơi. Gia trưởng là người ta ép cái tôi vô người khác, còn em là lắng nghe chia sẻ. Vậy cái mẫu người bạn gái của em cần tìm là như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình thì cao 1m56 được rồi. Còn về tính cách thì thông minh. Em không thích là đặc biệt là không được hỏi, với lại là không có gọn gàng. Em thích con phụ nữ gọn gàng hơn. Hổn. Không thích hổn hả em? Dạ. Anh nghĩ chắc cái từ hổn đó hồi xưa có chứ giờ chắc không có đâu. Nãy giờ ngồi sao? Nãy giờ ngồi vậy đi ca vậy đó, một kiểu thôi. Giờ bên kia đoán em sao biết không? Ngồi khúm túm túm là vậy nè, đó túm 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 cuối xuống khúm núm á, đó 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 túm túm vậy đó. Vậy chỉ có anh thôi. Mình có cái điều gì không thích ở người bạn gái không? Thì nãy giờ em chia sẻ là không thích mấy cái vấn đề đó thôi. Với lại đừng bao giờ mà sau khi mà cãi nhau á, vợ chồng chắc chắn là sẽ có mâu thuẫn rồi, chứ đừng có cãi nhau là xách vali về nhà mẹ thì cái đó không được. À, có nghĩa là có chuyện thì phải ngồi từ từ giải quyết. Nhưng mà em đừng có làm người ta sợ, ví dụ em đòi chém thì người ta phải xách vali đi chứ. Yên tâm đi, em là người đàn ông của gia đình, biết phụ việc nhà cho vợ luôn. Làm việc nhà được luôn? Dạ được. Làm được việc gì? Như là chà toilet, là chà toilet. Trời ơi. Rồi quét lau nhà. Rồi ngay cả có thể phụ vợ nấu cơm cũng được. Được luôn hả? Được. Biết đi chợ không? Biết luôn, biết chạy giá luôn. Xuất sắc. Thấy không? Xuất sắc nè. Người đàn ông hiện đại nè, biết chà toilet, biết trả giá, biết lo cho vợ, biết cầm ràm. Biết cầm ràm chứ. Thì cái gì mà không đúng ý em là em cầm ràm. Tại vì thường là ý của em là đúng khoảng 70%, 70%. Tự tin quá vậy rồi. Ông này cũng khó tính lắm nè, kiểu ông làm hết vậy rồi cái vợ làm gì ông cũng giữ ý á. Vợ đứng nấu cơm cái ông dòm cái tướng. Nấu nướng gì đứng bê bối, quăng bên này rớt cọng rau bên kia, không sạch sẽ gọn gàng, đúng thì không? Thì nói vậy thì em sẽ phụ vợ em dọn dẹp cái mấy cái đó. Đúng rồi, nhớ nha, dạ. Hứa nha. Hứa luôn. Chứ đừng có ngồi đó mà cằn nhằn nha. Ra ngoài đường công việc gì làm xong thôi, ai giải quyết người đó, chứ đừng có mà giận bên đây mà mình chém bên kia, khổ lắm. Rồi, để anh Quang coi đàn gái thế nào nha. Chào em. Em chào anh Ly. À, nói vậy thôi chứ anh bên đây anh dễ thương lắm. Em nhìn mặt rất là có cảm tình. Này. Bên đây giám đốc đúng không? Dạ. Bên đây cũng là cũng em làm gì công ty em? À, nhân viên hành chánh văn phòng. Nhân viên hành chánh văn phòng. Đỡ một cái phụ việc nhà cho mình em ơi. Rồi. Anh thấy quên chưa hỏi gì hết. Cái tay mình cũng cực. Gì nữa? Anh chưa hỏi gì hết. Xem đàn gái thấy được quá anh về luôn. Mừng quá. Nãy giờ anh nói á, mày mốt lỡ có chuyện gì anh căng nhằn hoài luôn. Thế em sẽ làm gì? Anh nói nhiều quá em mệt thì em ra một góc em ngồi thôi. Được, rồi cũng được. Bây giờ hôm nay mình có đi với người thân không? Coi được cả luôn. À, em có đi với cậu mợ, với bạn em. Cậu mợ ở trong Nam đúng không? Dạ. Rồi, cậu thấy sao cậu? Cậu ruột ạ. Cậu ruột. Xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Và MC Mỹ Được. Dạ, chào dạ. Cậu. Tôi xin giới thiệu là tôi tên là Nguyễn Thanh Bình. Hiện là đang ở dưới nhà bè, công ty xăng dầu khu vực 2. À, wow. Nhận xét về anh bạn thì nói chung quy là con người đàn ông, con người á, nói chung mạnh mẽ, nói chung là cũng được, tính cách được. Nhưng mà nói chung là còn phải tìm hiểu nữa. Theo như bản chất của tôi ấy, bản tính của tôi ấy, thanh niên này là chỉ làm bạn thôi, bạn bè. Và vậy mình tìm hiểu tiếp. Thế thôi ạ. Dạ, thế thôi ạ. Dạ. Cảm ơn cậu ha. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với hai đứa em họ. Chào chú Quỳnh Linh. Chào, chào chị Cát Tường. Chào em. Còn thấy sao con bên vấn đề bên kia sao? Dạ con? Anh Luân ơi, em thấy chị này rất là hoài bát với lại hòa đồng. Em nói chung là em kết rồi đó. Còn anh thì sao em không biết. Về việc mà sau này tiến hơn á, về làm dâu á, thì em đảm bảo á, trong việc mà bếp núc á, anh em sẽ hỗ trợ chị 100%. Wow. Wow. Yeah. Sướng quá. Rồi, như vậy là hai bên cũng thấy ổn rồi ha. Vấn đề là hai người mắt nhìn nhau có cảm nhận được tình yêu đã đến hay không. Kéo màn lên. Bắt đầu đi em. Anh tặng chị một món quà. À, em thấy anh sao? À, em thấy anh ngoại hình ok, đẹp hơn là em tưởng tượng nữa cơ.
Thế ngồi sang hơn, thế hồi nãy chị em mình bàn. Dạ, dạ đúng rồi chị. Lúc nãy nghe giọng thì nghe anh ấy nhỏ nhẹ hơn giọng em nữa, nên em cứ nghĩ chắc anh ấy ngồi cũng hơi thẹn thẹn. Không ngờ anh ấy như thế này. Em thì cũng năng động một xíu, tức là trong công việc em khá là bận. Không biết là anh suy nghĩ thế nào về con gái và người vợ, ví dụ sáng đi làm cả ngày, mà nhất là nữ lại là nhân viên kinh doanh, không phải nhân viên mà công ty là công ty của em, nhưng em dành rất là nhiều thời gian cho công ty, rồi buổi tối thì em có làm thêm đi dạy, giống như là một cái niềm đam mê của em nữa. Anh muốn chia sẻ với em có nghĩa là khi mà đã tiến tới rồi thì em nên hạn chế lại, chứ mà em cứ đi lúc từ sáng đến chiều về, đến tối về thì cái đó không phải gọi là gia đình nữa. Cảm ơn anh. Nếu muốn anh em bỏ em này bỏ bớt thì anh muốn bỏ bớt cái gì? Chắc bỏ công ty không được đâu. Không phải, để cho em có sự lựa chọn của em, chứ anh không có áp đặt là muốn em như thế này thế kia. Em có nghe nói á, thông thường là quyết định của anh là quyết định đúng đến 70%. Trong trường hợp mà em nói lại được, thành ra em đúng mà anh sai thì rồi anh thì đúng. Anh sẽ lắng nghe em. Anh có ngại nói lời xin lỗi không? Không. Mình đã làm sai gì là mình phải xin lỗi. Bạn trai cảm nhận về bạn nữ như thế nào? Thì em cảm nhận về cô ấy rất là xinh và nói chung là giỏi. Em cũng rất là may mắn có cơ hội được gặp anh ngày hôm nay. Dù có tiến tới hay không thì chắc chắn là mình cũng sẽ vẫn là một người bạn bè tốt. Hết thời gian. Nào, suy nghĩ cho kỹ, nhắm mắt lại, tưởng tượng xem một nửa bên kia có phải là mảnh ghép của mình hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hôm nay sao ấy nhờ, lại một cặp nữa rất đẹp đôi mà không bấm nút. Lý do sao bạn nữ? Tại sao em không bấm? Ấn tượng ban đầu thì em cũng hơi ngại cái vấn đề lúc anh ấy nói là anh cũng khó tính, anh cũng nóng tính, anh cũng nói nhiều, rồi anh cũng đúng đến 70%. Nếu là em thì em sẽ muốn là trong tất cả các cái vấn đề thì hai bên đều phải nói chuyện trước rồi mới quyết định là ai đúng ai sai, rồi mới là người đưa ra quyết định cuối cùng, chứ không nên dàn xếp như vậy trước. Bạn trai thì sao? Thì em cảm thấy không có cuốn hút vô đôi mắt của em cho nên em không biết. Nhưng mà cái câu mà bạn nữ nói nãy mình cũng phải rút kinh nghiệm. Dạ vâng. Bởi vì chúng ta không nên quyết định điều gì mà người ta cảm giác người ta đúng 70% hết. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Hôm nay tôi khóc nữa quá. Cặp đôi đào cũng đẹp hết mà không bấm nút. Trời ơi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha.